sầm hơn. Con của ba đây sao? Câu nói nghẹn lòng của ông Tư. 31 năm ra đi, 31 năm quá dài cho một kiếp người, quá dài cho thời gian gặp nhau của hai cha con. Tình phụ tử. Giọng em gọi chứ. Nhưng cái gì hoàn cảnh nó chả kể. Bên mấy cậu con bà ngoại có vậy. Tình gã cha mới đành bước cuộc bỏ con thôi. Ẩm con xuống rồi cái thì là con chín con rồi bồng con rồi ngồi trong lòng đó vậy là nay con làm. con cũng có buồn, mình cũng không biết mặt cha làm sao rồi, mình cũng không biết đường mà kiếm cha nữa, cũng muốn đi kiếm lắm. Cha đó thì con cha chỉ là ôm con được trong vòng tay của cha. Giọng em gọi chứ. Nhưng cái gì hoàn cảnh nó chả kể. Bên mấy cậu con bà ngoại có vậy. Tình gã cha mới đành bước cuộc bỏ con thôi. Anh chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Kế Sách của tỉnh Sóc Trăng. Và ngày hôm nay là một video clip khá là đặc biệt về cuộc hội ngộ tương phùng của ông Tư, người đã nhặt ve chai trên cái dòng sông này, cùng người con hơn 31 năm thất lạc của mình, đó là anh Sầm Hưng. Và cuộc hội ngộ này được diễn ra vào buổi trưa hôm nay, tại vì cái đoạn đường từ Cà Mau lên đến ngay tại huyện Kế Sách này đó hơn 100 km á, thì cũng bây giờ chị Hường thì và anh Sầm Hưng cũng đã gần đến rồi, thì khi đến thì Bùi Hồ sẽ chia sẻ cái đoạn video clip đó cho cô bác chị cùng xem. Là anh Sầm Hưng mà ngày xưa ông Tư thường hay, lúc anh còn nhỏ ông Tư thường hay ẵm anh trên cái eo nè, và chị Hường á thì cõng ở trên cái vai. Ngày hôm nay á, anh Sầm Hưng gác hết mọi cái công việc nhân những ngày cận Tết này lên đây để gặp cha của mình. Một cái quãng đường khá là xa từ thành phố Cà Mau đến đây là bao nhiêu cây ha anh Sầm Hưng? Một trăm sáu mươi mấy km. Hiện nay là gần 10 giờ lật đật á, 5 giờ sáng á thì chị Hường với lại anh Sầm Hưng lựa một thứ đặc sản ngon nhất của Cà Mau để đem lên biếu cho cha mình làm quà, đó là cua biển Cà Mau. Anh hôm qua chị nói với em như thế nào chị Hường? Ông thì sao? Nói ông ăn cua là sao đó? Qua chị bảo là thì đem cua lên cho ông ăn để cho ông nhớ quê hương Cà Mau của mình. Và cơm đó là tự tay mẹ đặt, mẹ đổ đem lên cho cha luôn đó. Chị nghẹn ngào rồi, cũng giống như lần trước chị Hường nghẹn ngào. Còn anh Sầm Hưng bây giờ cái cảm giác tí xíu nữa đây thì mình sẽ được gặp mặt cha mình. Mà trong cái ký ức của anh Sầm Hưng á, lúc đó còn nhỏ không biết cha mình là cao mập to lùn như thế nào, mà hôm nay chỉ còn vài bước nữa thôi xuống dòng sông này là cha của mình đó đang đợi mình ở dưới, thì cái cảm giác của anh như thế nào? Mà nên nó đâu có biết cha đó. Tôi có biết mặt cha ra sao đó. Hiện nay cái công việc của anh là làm hồ đúng không? Mỗi ngày được nhiêu? Ngày cũng làm 2 mấy. Không biết mặt cha như thế nào, nhưng mà anh có thấy hình ảnh một video clip một ông cụ già hàng ngày phải lầm lũi chèo xuồng để lượm những cái vỏ chai nhựa người ta vứt đi á, bán để lấy tiền, mỗi ngày chỉ được 3.000 thôi. Cái số tiền 3.000 đến 5.000 đó là bằng 0.1% của anh thôi. Thì anh nghĩ là một ông cụ như vậy thì đối với anh xem được đoạn clip thì nó xúc động dữ không? Cũng xúc động nè. Thôi chắc có lẽ cho anh cũng đã khóc luôn rồi. Đi sao anh? Những giọt nước mắt của người đàn ông á khi mà rơi á thì nó chẳng khác nào là, người ta nói là đàn ông đổ máu chứ không bao giờ rơi lệ. Và ngày hôm nay nước mắt của anh Sầm Hưng và nói đấy là cái thầy anh biết được cái dễ
Ngồi đi. Cha thấy có gì hạnh phúc bằng mà có hai đứa con ở bên cạnh không? Vậy đó, mà nỡ lòng nào bỏ hai đứa lại vậy đó. Và bây giờ khi đã có được rồi, tìm gặp được rồi, cha cũng không chịu về sống với con nữa. Rồi thật sự là con không biết làm sao hết trơn á. Bây giờ bỏ cha ở đây, cha cứ lên lên như vậy hoài, làm sao mà con ở với con yên tâm được. Con không làm gì được luôn á. Thôi bây giờ cha rối rồi nè, từ đó giờ cha con mình cũng xa nhau. Mà giờ cha cũng được an tịnh rồi. Thì bây giờ đó, cha về dưới thì cũng nhiều cái hoàn cảnh. Chứ các con thì cha không cầm lòng đậu. Không phải gặp các con mà cha mới khóc đâu. Ban đêm là cha khóc rồi. Cha nhớ hai con hồi đó. Cha đi ở nhà Buôn, nhà Dưỡng Úc hay là nhà Úc Tám đồ này đó. Đó. Là hai con đứng bên vậy. Rồi cái cha nhậu khi tối rồi thì đứa nằm ngoẻo bên đây, đứa nằm ngoẻo bên đây. Mà kêu con lên mùng mấy đứa nhỏ con của em Út rồi ngủ cũng không. Quẻo lên đó ngủ mà, rồi cha cổng gì á. Kỹ uống rượu cổng gì á. Chứ để con nằm vô mũi cắn cha cũng đâu có chịu nổi. Con mũi cắn á, cha không chịu nổi. Rồi cha nghĩ đi, rồi giờ cha sống như vậy á, làm sao bọn con chịu nổi. Thà trước kia á, con không biết, không hay, không biết như thế nào hết. Cứ nghĩ là cha ấm vui, hạnh phúc bên một gia đình mới thì con yên tâm được. Còn bây giờ về đây làm sao mà con yên tâm được, con có thể bỏ cha ở đây được. Hồi hôm á, có chị Lan ở, chị Thanh Lan ở Long An á. Chị nói điện cho con á, nói chuyện hai chị nói chuyện một tiếng đồng hồ luôn á. Là chị cũng mong á, là cha về ở với con. Chị nói là hôm nay lên đây gặp cha là nhắn lại, nói với cha là phải về sống với con đi. Để cha sống về đây á, con cái nó cũng không yên tâm làm được, mà cha cũng nhớ nữa. Bây giờ bao nhiêu năm rồi, nửa đời còn lại á, thì nhờ cha để dành cho bọn con luôn đi. Chứ cha cứ sống như vậy sao được. Lan nào? Lan ở đâu? Con không biết. Chị ở Long An á. Chị chỉ xin số điện thoại của con từ mấy em nè. Rồi chị điện. Và còn có chú ở Vĩnh Long nữa. Cũng quan tâm tới cha nhiều lắm. Rồi đêm hôm mấy chú gì ở Vĩnh Long nó tên dạ. Quên rồi nói rồi quên. Ông Tư, ngày hôm nay gặp được con của mình á, anh Sầm Hưng á, ngay tại chỗ này thì ông Tư thấy con của mình có giống mình nhiều lắm không? Con giống 10, con giống được 9. Bởi vì gương mặt nó thì nó hơi ô và tuổi rồi đó thì cũng vừa chung người chứ không mà không muốn. Anh Sầm Hưng á thì chắc có lẽ là không nhớ ký ức về cha của mình ngày xưa. Mà chỉ nhớ qua lời kể của chị Cẩm Hường thôi. Yeah. Ông Tư có thể kể cho anh Sầm Hưng nghe những cái câu chuyện ngày xưa ông Tư đã bế bồng anh như thế nào? Thì tôi nói sơ nãy giờ là ông Tư nói với cho anh Sầm Hưng nghe cảm nhận của là kể sơ đó. Là hồi đó con với chị con á, cha đi mần cái quần là muốn trốn hai con đó, là phải là dỗ hai con nằm cho yên. Đó, rồi có khi á, cha mần đợt đó là tan cửa nát nhà đó là cũng vì cha chấm cái rau ăn. Chứ cha mẹ con không, mẹ con không với cha không có chuyện gì chứ. Chỉ có bà ngoại ở dưới là cộng 10 con á. Và đánh cha với chữ cha thôi. Đó. Hỏi chứ như mấy chú vậy, rồi con nghe cha nói. Hai con nghe cha nói đã sắm cái rau ăn để dụ cho nó ngủ đó. Thì tôi mất đi mần cái nhà vợ tôi nó mới biết tập mấy đứa này cũng quen rồi, bắt cho nó nghe
nghe rồi nó mới chịu ngủ chứ thôi là nó đòi cha về ngủ, cha về ngủ mà đó. Mẹ nó quạo la bởi hai đứa này nó không có mến mẹ đợi nó thiệt là lên nó cơm là tôi rút là gửi tự miếng cá đồ cho nó ăn vậy đó mà mẹ nó rút nó không chịu nữa. Hồi đó nó đến đâu là nó cũng là chết chứ nó không sống. Hỏi mẹ nó cũng mê ngủ nữa, mới có đâu 7 tới bữa giờ. Mà nhỏ khóc, nhỏ khóc cái đầu là nó ngủ được, nó quạo. Quạo nó bộ vũ đít nhỏ vậy cái nhỏ không bú luôn. Đợi trời tôi quảng hồn hồn dế rồi bắt đầu tôi mới đi lại tiệm á. Tôi mà mua sữa. Vì cái nó quậy sữa, cái vỗ ngọt nó con uống đi con, uống sữa đi con. Rồi chúc mẹ cho bú. Mẹ rút cái vú vô, khóc, cô bằng khóc là dễ chết không đó. Tánh nó tới giờ vẫn còn ngang bướng mà nó có nghe ai đâu. À, ông Tư kể lại cái giây phút mà lúc mà bà Tư mang bầu mà chuẩn bị sanh á, ngủ ở trên cái tấm chiếu như thế nào cho anh Trần Hưng hiểu. Lúc đó đó, bà ngoại có hứa với cha, mình ghế cho bà ngoại 3 năm. Rồi bắt đầu đó là mới cho cha ra riêng. Cho ra riêng là cho một công rất là vuông đó, đặng cất nhà. Còn hai công rất riêng đó. Rồi bắt đầu đó, cha cũng hoàn thành đâu 3 năm. Thì mẹ con đó đương mang bầu đó, thì bà ngoại cho được lọc cái trần trên đó thôi, chế dưới này trống lỏng à. Chứ cho được cái chổng cũ nữa. Mà cây thì cây cái nhà mới, nhà mới kết rồi còn ba cái cây mọt ăn, ba cây mắm đó, cột nhà cây đó là mọt nó ăn bên cạnh chân đó, là chỉ có 6 cây cột thôi, hai cột trước, hai cột sau với hai cột cái rồi đó, chứ không có mấy cây mầm nặng mà đóng cái vườn vách nữa. Mà mắm thì dưới sông nhóc nước đồ lá rồi nhóc, thì bắt đầu là 3 giờ chiều ra 4 giờ đó về nhà mới. Đợt từng trên xong rồi về, tính về nhà mới dừng lại là tính vợ tôi mới sanh. Hai giờ mới về, giờ chặt dạng nó sanh rồi. Ra trong lỏng liệu vợ tôi nằm cơ bằng chơi trội. Tôi mới lấy mền để chiếu rồi đi gom lá khô rồi đó. Tôi cột chùm vòng rồi tôi mới đi lại nhà ông Xóa Há đó, bạn đó. Với mua lá triệu. Tới lúa ông Chính tôi gặt trả. Nói anh cứ đúng đi, đúng dần dần nào đủ thôi. Rồi nữa anh gặt lương công, nữa công nhiệm được chứ á. Đó, con thấy đứt, đứt ruột ra chưa đó. Vì anh chảo bỏ con được. Mà bà ngoại con với cậu con á, thành cũng chơi lắm. Chứ cha nghĩ gì á, cha không phải là cha thua mấy cậu con đâu. Có thiệt, chắc hai ba thằng đó. Con cũng quá thương mẹ con. Chứ mấy cậu út con, cậu út em nữa với Dương Tùng đó. Có hiền lưng đừng có tới. Chứ cậu Chính con. Thứ nhất rồi đó, quê ngoại đã bảo mấy cậu con đây chỉ có cậu Chính thương con là nhiều nhất. Ngồi đi hai bằng cái ghế vậy đó mà. Mà ẩm con xuống rồi ấy, thì là cậu Chính con đòi bồng con rồi, ngồi trong lòng đó vậy nè. Hôm nay có con của cậu Chính thằng Đỉnh đó, nhớ không? Nhớ. Thằng Đỉnh đó, dạ. Thằng lớn, cậu Chính đi. Anh nghe kể thì cái cảm giác của anh như thế nào rồi? Cảnh đó, con ngại lớn rồi con nghe cô bác ở sớm đó thế nào cũng nói về cha đó. Cũng lẽ cha ở đời đó mười người ghét cha hết mười sao, mười người ghét chỉ có một thôi con, cha cho ghét chính nữa cũng còn người thương. Người thương thì con lớn rồi, con cũng là khôn ngoan rồi, con cũng nghe cô bác kể chuyện hoàn cảnh của cha, con không phải bỏ con đâu. Vì bên ngoại con hiếp cha con quá đó, cho nên là cha con mới là bỏ chứ đi thôi. Anh Trọng Hưng ơi, em muốn biết như thế này nè, nước mắt của anh cũng đã khóc rồi,
ngày xưa ba anh đi đó thì anh sống với mẹ của mình trong vòng tay của mẹ nuôi dưỡng từ mẹ từ nhỏ. Cha thì có ơn sinh thành, mẹ thì có ơn sinh thành, cha có ơn dưỡng dục. Khi sống với mẹ thì cái anh chưa cảm nhận được cái tình thương của người cha dành cho mình. Thì lúc đó mà mình sống 30 mấy năm mà không có cha thì mình có hận cha mình không? Lúc đó chưa gặp ông Tư á, không biết cha sống như sao của mình, nó cũng không có suy nghĩ tới. Nhỏ mà đó, nhưng mà sau này khoảng 10 mấy cha nữa. Dạ. Có chứ hai với mẹ nó à, nó ngoài ra nó chỉ biết có nhiều hơn thôi, nó không biết ai chứ. Mà lúc mà nghe mẹ mình kể là ba mình bỏ đi nhưng mà mình còn hai tuổi thôi, thì lúc đó sau này mình lớn lên nữa thì mình có buồn cha mình lắm không anh Hưng? Cũng không có buồn, mình cũng không biết mặt cha làm sao, rồi mình cũng không biết đường mà kiếm cha nữa, cũng muốn đi kiếm lắm. Mà lúc trước anh có nghĩ là cha của anh còn sống hay là đã mất không? Nghe nói là mất không biết không nữa. À? nghe nói thì mất, cũng không có tin gì không. Người thì nói mất, người còn thấy ổng đi tới lui đồ này kia nữa. Ngày xưa ông Tư á đã năm ổng đã ẩm anh nhiều à, bây giờ thì anh có thể ôm ba mình một cái hoặc là cho ông Tư ôm anh một cái. Tại ông Tư nói với tụi em á, chỉ cần được gặp con mình ôm một cái, hôm trước thì có ôm chị Hường ôm nhau một lần rồi, một người rất vui. Dạ rồi thì con, cha chỉ là ôm con được trong vòng tay của cha. Vậy cha để giọng đem coi chứ. Nhưng cái gì hoàn cảnh nó cha kể bên mấy cậu con với bà ngoại có vậy đó. Tình gã cha mới đành bước cuộc bỏ con thôi. Mà bỏ con cha đâu có đi xa liền. Cha đi vòng vòng ở Dầm Đồng cả nãy rồi Củ Chè Năm Căn, gần Năm Căn, rồi qua Sổ Lá, rồi Gạch Tông Quyền đồ này đó là cũng đi đầu đất mướn, chú sinh đất mướn vậy, sống qua ngày vậy đó. Rồi sau cha mới đi về 30 tháng 4 là nhà bác Bạc Liêu nè, cha đi tàu biển cũng hết 3 năm, 4 năm vậy đó. Rồi cha mới về đây nè. Đấy, nhờ mấy anh lên con cũng đâu biết cha là sao đâu. Cũng không nhờ mấy chú này cha cũng đâu gặp mặt con. Tụi con đã khóc khi quay được clip phim này và ngồi đây cảm nhận được cái tình phụ tử của ông Cũng Tư dành cho con của mình. Và cũng như anh Sầm Hưng đó, có những cái ôm ấm áp đối với người cha của mình. Yeah. Nhưng mà cái ôm bây giờ nó khác lắm. Nó khác nhiều lắm. Nó khác ở trong cái hoàn cảnh như thế này, trong cái bối cảnh như thế này. Người ta nghĩ rằng một cái ôm những ngày cận Tết như thế này á là một gia đình ấm cúng, chứ không phải giữa ngoài trời nắng như thế này đâu ông Tư. Dạ. Chị Hường đã nói khi đầu á, mới vô đây á, chị nói câu á, cha hãy về cho tụi con, cho tụi con được báo hiếu với cha, được lo cho cha, vì cha cũng đã gần cuối đời rồi. Biết rằng cái nỗi đau á, nó đối với ông Tư nó lớn lắm. Vì cái nỗi đau ngày xưa á, mà ông Tư đã bỏ đi, không bao giờ quay trở lại. Thì một ngày nào đó, tụi con á, những người mà xem được đoạn video clip này á, rất mong ông Tư á, sẽ chuyển tâm để mà suy nghĩ cho con mình được báo hiếu khi tuổi già. Cũng cảm ơn chú như tôi trả lời một câu chót cho hai con tôi nó hiểu, rồi mấy chú cũng hiểu lầm tôi. Bây giờ hoàn cảnh của tôi nói trong mấy clip rồi, bây giờ tôi gặp con tôi cũng quá mừng nhiều hơn. Thấy con tôi thì tôi khóc ban đêm không à, ngồi uống nước trà trước mũi ghe vậy đó. Trái bà cậu với trời và Phật đồ, tôi khiến cho con nghe được cái số điện thoại ở xóm đó, mấy cháu rồi ở xóm con của chú gì rồi đó, đó nó lên ca cổ yêu cầu là cho số điện thoại rồi, nó nói tên rồi cho số điện thoại rồi đó, trong để mà gặp bạn mà điện các con coi rồi các con giờ ra thế nào đó. Mà trong quà ghét cái thời mấy này đã tới mấy kia đã tới mấy nọ mà cũng không được, mà năm này tới năm kia
đó. Chỉ bây giờ đó, bởi tôi sống đời đó thiệt mấy chú không phải là tôi tự phê tôi là sống đời có đạo đức. Bởi tôi giá trời Phật vậy mà sao giờ tình cờ gặp ba chú cho con cái tôi đoàn tụ tôi thiệt cũng bằng. Tôi không lấy cái gì mà để là đền ơn được, mà lại cảm ơn các chú nữa. Đó, tôi mang nợ cái nữa. Đó. Rồi giờ thấy con thì đứt ruột mà hoàn cảnh của tôi kể vậy là mấy chú hiểu rồi đó. Đó, bây giờ như con, giờ biết cha rồi đó. Đó. Bây giờ con đương nuôi mẹ, ha, sống với mẹ. Mà giờ cha, giờ cảm cũng quẻ quẻ hoặc đó, đi không nổi. Vì giữ báo con nữa thì đau đớn lắm. Con giờ còn mạnh khỏe, cha còn bươn chải được. Đó. Con có nhớ thương cha thì năm ba tháng, hai giờ ba tháng đó, ngày nào rảnh đó, lên thăm cha chơi. Đó. Cha rất cảm ơn và lại thương con còn nhiều hơn nữa. Chứ gì dữ thì cha có tạm cảm lưng tâm cha, đầu óc cha nó bối rối lắm. Đó. Chứ không phải mà cha xa hai con mà giờ cha khá, cha giàu với cha giờ còn mạnh giỏi á. Thì về dưới dòng họ bên ngoài con là còn trọng cha. Cha giờ cha về cha ngồi vậy rồi chờ lúc cơm ăn rồi chờ bưng nước uống. Đời cha thôi tuyệt vọng rồi. Cao lắm là sống được bữa với hai rồi. Rồi bắt đầu trù kỳ người này, cậu này nói cô kia nói gì nọ. Nói đó, thấy không? Bỏ nó mười mấy năm nay giờ trước đây đó, nó không nhìn mình mà nó đi tìm cha, nó rước cha nó về giờ ngồi ăn không mà nó cũng là cố tâm nó lo nó nuôi đó. Chú thấy nó đau cái đầu óc dữ lắm. Cha đừng có nghĩ như vậy, con nói với cha nè, bây giờ ông con thì không nghĩ nhưng mà cha nói dòng họ của bên mẹ dạ không con có dính líu gì tới hết trơn á. Tức là bây giờ cha về là cha ở với con, chứ không có dính líu gì tới mẹ với Hưng hết trơn á. Con là có ở nhà riêng mà. Không, dầu riêng vậy vậy chứ. Mà cũng bên ngoại con tháng nào cũng dạ nói nặng nhẹ cha. Chú Tư ơi. Làm dạ gì mà không khỏi, tôi nói thiệt á. Tại năm đi những ngày 30 mùng 1 Tết, người ta cặp mé sông ăn Tết xâm bày, chú phải đi làm lụng, nhặt từ cái lon bia, từ cái chai mũ. Như vậy khó xử cho bọn con lắm. Người ta nhìn xuống người ta nói là hết đi. Rồi con đâu mà bỏ cha phải như vậy. Dạng Tết đi, mình dạng Tết 1-2 ngày thôi. Dạ. Thôi giờ cha cũng hứa đó. Giờ bữa 30 đi. Con lên rước cha đi. Về dưới 3 bữa. 30 mùng 1. Mùng 2 dạ. Cách hôm nữa cha về. À. Anh chính chị Hường rước. Ôi vui quá. Con chàng bó tay đi. Cha hứa rồi đó nha. Rồi, cha hứa. Ôi vui. Cha hứa hai con đó. Mảnh mặt một cái. 31 năm qua đi. 31 năm nó quá dài cho một kiếp người. À, người ta thường nói là chỉ có 60 năm cuộc đời thôi. Nhưng mà ông Tư chỉ cần ra đi một lần 31 năm không trở lại. Con của mình á, ra đi, lúc ra đi á thì con của mình anh Sầm Hưng kế bên nè, bé lắm, chỉ có 2 tuổi thôi. Và ngày hôm nay anh Sầm Hưng á thì cũng đã là 31 tuổi rồi. Cái tuổi mà đủ trưởng thành để nhận thức được rằng á, mình phải được, mình phải đi tìm cha của mình. Ngày ra đi á thì ông Tư ra đi á thì anh Sầm Hưng chưa cảm nhận được như thế nào là cha của mình. Và hôm nay thì được chứng kiến cảnh ông Tư và anh Sầm Hưng á có những cái ôm thật chặt với nhau á, làm cho cô bác quý anh chị, những người mà được xem đoạn clip này không khỏi ngậm ngùi, xúc động về tình phụ tử cũng như là sự có hiếu của chị Hường và nói riêng và hai người con của ông Tư nói chung. Cũng vui lại ông Tư ha. Ngày hôm nay chắc có lẽ là đối với ông Tư là ngày vui nhất. Vui nhất trên đời, tôi còn cuộc đời tôi còn sống đến ngày hôm nay là gặp mặt hai con thì tôi vui nhất trên đời. Dạ. Ngày vui đối với Bùi Hồ, đó là ngày lần thứ hai mà phải rơi nước mắt khi mà quay về cái hoàn cảnh của ông Tư, vừa quay vừa ngậm ngùi. Cũng mong rằng cuộc đời của ông Tư á sau này á sẽ được những ngày sắp tới nè, Tết cũng đến rồi, về bên con cháu để đón một cái giao thừa nó đầm ấm hơn. Hơn 31 năm qua ông Tư đã từng đón giao thừa, và cái giao thừa này đối với ông Tư á, con nghĩ rằng nó sẽ rất đặc biệt trong cái cuộc đời của ông. Dạ. Đặc biệt lắm.
anh Sầm Hân ha. Anh Sầm Hân muốn nói gì không? Muốn nói gì với mọi người không? Chỉ muốn ôm cha mình, chỉ muốn choàng vai vai nhau một cái. Con cũng chỉ để mà thể hiện một cái tình cảm. Cho con ôm ông một cái không Tư? Dạ. Cho con ôm ông một cái ha. Chúc mừng ông. Dạ. Chúc mừng ông. À, và Bùi Hồ xin được kết thúc một cái chuỗi video clip về người cha mình hơn 31 năm quay trở lại gặp con ngay tại đây. Và những video clip sau á, là những video clip có sinh hoạt hàng ngày vui nhộn của ông Tư. Bùi Hồ sẽ chia sẻ cho cô bác quý anh chị. Thì rất mong qua đoạn video clip này đó sẽ mang một cái thông điệp gì đó cho cô bác quý anh chị thêm, hiểu thêm về cái cuộc đời cũng như là cuộc sống của một ông cụ nhặt ve chai đi tìm con mình. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau.